Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Hôm nay thì sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn vận hạn của tuổi Tý trong năm 2021 và cách sử dụng vật phẩm để hóa giải cái vận hạn đó. Quý vị thân mến, thì chỉ còn chưa đầy vài tháng nữa sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu, năm 2021. Rất nhiều mệnh chủ tuổi Tý đang có xu hướng tìm hiểu về vận mệnh của bản thân trong năm mới, từ đó thì tìm ra các phương hướng để giải quyết một cách đúng đắn hơn, biết hung thành cát, bưởi giữ đón lành. Theo các chuyên gia về tử vi số mệnh thì tùy vào từng mốc thời gian khác nhau mà mỗi người sẽ có những cái thời cơ vận may cần nắm bắt. Cùng với đó là những vận hạn cũng cần được đoán định trước để có thể tìm cách hóa giải để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Tuổi Tý trong năm 2021 tức là năm Tân Sửu. Tý Sửu thì làm nổi bật mối quan hệ lục hợp đem tới nhiều điều may mắn. Đây là một năm mà vận số của người tuổi Tý tương đối tốt và hùng mạnh, xứng đáng để có thể kỳ vọng. Về cát tinh thì bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân đem tới nhiều việc tốt. Tuổi Tý năm 2021 Tân Sửu có tân quan chủ thiên ấn tọa Sửu Thổ nên là được tương sinh. Trong đó thì thái tuế lại là thiên quan của tuổi Tý, tạo nên bố cục là quan ấn tương sinh. Vận nhân duyên thuận lợi thì có lợi cho việc lên chức tìm việc. Thiên quan tân kim thì đại diện cho ngũ hành kim nên những cái nghề dịch vụ tài chính sẽ có nhiều bước đột phá mới. Năm mới thì sẽ được quý nhân lục hợp che chở, người tuổi Tý nhất định phải nỗ lực bằng trăm bằng mười so với người khác. Nhưng mà cũng không nên tự ý là đắc ý. Như thế thì vận may qua đi thì sẽ khó tránh khỏi những rắc rối khó khăn. Năm 2021, tân kim lộ xuất thương quan thái tuế Sửu âm thổ tại tọa chính tài cát tinh. Thương quan sinh chính tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các hoạt động liên quan tới kinh doanh và có phần phát triển tốt đẹp hơn so với như năm 2020 canh tí. Vì thế mà để phát triển hơn nữa cái sự nghiệp, công danh của mình, tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo. Đây là Minh Quang Pháp Bảo hình lục giác các bạn nhé. Mặt đây là Minh Quang Pháp Bảo thì có tác dụng là chiêu tài lộc, chiêu công danh, chiêu phúc nạp tài, hóa giải vận hạn kỵ tài, kỵ tài hóa sát, giúp cho công việc làm ăn của quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn. Minh Quang Pháp Bảo được làm từ bạc S990. Đây là chất liệu được dùng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Như bạn đã nhìn thấy cái Minh Quang Pháp Bảo này chưa? Mặt trước, mặt sau rất là đẹp đúng không ạ? Cạnh bên này sẽ khắc bộ thần chú Umbani Padme Hum, bộ lục tự đại minh chú này thì được sử dụng là thần chú ở bên Tây Tạng rất là nhiều. Điều đặc biệt nhất đó chính là cái mặt này, mặt trước của Bát Bảo Tâm Kinh, mặt trước của Minh Quang Pháp Bảo. Thì sẽ mặt trước của bát Minh Quang Pháp Bảo thì sẽ có hình bông bạch liên hoa, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường. Tiếp đến đó là sẽ có một cái viên cầu hình pha lê. Viên cầu này thì quý vị thân mến, khi quý vị nhìn vào cái mặt sau của viên cầu nhìn như này thì sẽ hiện ra hình Quan Thế Âm Bồ Tát và bài kinh kệ, rất đặc biệt đúng không ạ? Nhìn từ phía bên này sẽ hiện ra Quan Thế Âm Bồ Tát và bài kinh kệ. Cái này những từng đường nét rất là sắc sảo, rõ nét. Đấy, bên trên có một cái móc như này. Các bạn có thể thay dây được nhé. Cái móc này thì có thể thay bằng dây bạc thì sẽ là có một bộ dây bạc rất là đẹp. Nam nữ đều dùng được bởi vì nó rất là bé, nhỏ gọn lắm ạ. Chỉ tầm độ khoảng chưa đầy 2cm đâu ạ. Nó rất nhỏ mà lại đẹp, hình dáng rất là đẹp nên là nam nữ đều có thể dùng được. Minh Quang Pháp Bảo này thì đang được phối kết hợp với lại một cái loại dây, đó là dây da màu đen, rất là mềm, đẹp. Các bạn mà có nhu cầu ví dụ thay cái dây bạc ấy thì sẽ nhìn nó sẽ trông sang trọng và bắt mắt hơn rất là nhiều, vừa phong thủy vậy vừa thời trang đúng không ạ? Thì cái Minh Quang Pháp Bảo này thì quý vị và các bạn muốn thỉnh cái vật phẩm này thì có thể trực tiếp liên hệ tới số hotline là 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh được vật phẩm này nhé. Điều đặc biệt nhất ở đây đó là vật phẩm, tất cả các vật phẩm ở bên phong thủy thì sẽ được thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành để cho các bạn sử dụng. Minh Quang Pháp Bảo rất là đẹp đúng không các bạn? Ông bạc S990 ạ.
Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn nữa, thành công hơn nữa trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.